Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Các bạn đang nghe bộ truyện Bàn môn đạo sĩ Tại Chí Quái Thế Giới Tập 30 của tác giả Thái Kiếm Dịch giả Hắc Thủy Trầm Chu Qua dòng đọc Hoàng Vinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 290 Đông Hoàng Thái Tể Lời của Lục Khiêm vừa nói Cũng khiến xích âm nhận được rất nhiều lợi ích Nhìn thấy giao long của Lục Khiêm chân lông này của nàng ta ngược lại thua kém hơn nói ra cũng không ai dám tin thủ giáo rồi xích âm thẳng thắn nói cảm ơn nàng ta không phải là loại người quá mức sĩ diện nếu quan điểm của lục khiêm là đúng cho dù tu vi kém hơn nàng ta một chút cũng sẽ thật lòng cảm ơn hai người bay hơn gần dạng dặm đằng trước nhìn thấy một bình nguyên rộng lớn màu mỡ trên bình nguyên là những cái tòa thành trì sừng sững đi xuống đi Xích âm xoay đầu cười nhìn Lục Kim nói. Sau đó thân ảnh của nàng bay vào. Thành trì cao lớn trải dài mấy dặm. Bề ngoài của thành trì loan lỗ mọc đầy rêu xanh. Dường như đã chứng kiến lịch sử tan thương ngàn năm. Ở cổng thành lính canh mặc giáp sắt. Đứng ở ngoài cổng nhìn xuống bên dưới. Giáp sắt thấp thoáng lập lòe linh quan dao động. Dường như lính canh cũng là người biết pháp thuật. Ở bên cạnh có hai vị nhân mặc áo choàng đằng sau dài có đôi cánh màu đen cực lớn, toàn thân tỏa ram khí. Trên tấm biển ở cổng thành, viết hai chữ rồng bay phượng múa rất to, liệt dương. Đi vào liệt dương thành, dòng người qua lại, nhân khẩu của tòa thành trì này còn đông hơn nhân khẩu của đảo Vạn tượng và thông u quan. Trong quá trình lục khiêm đến, nhìn thấy hai bên cánh ruộng có một vài vị thú đầu heo ba sừng. Vị thú ba sừng ăn cỏ rồi thảy phân ra giống như phân bón. Xem ra sự kết hợp ở đây giữa tu sĩ và người phàm khá chặt chẽ. Bên trong trung tâm thành là một tòa đại điện đen kịch cao trăm trượng. Tổng cộng có 19 tầng cao trăm trượng. Xung quanh đại điện khoảng chừng một dặm không có bất kỳ kiến trúc nào. Các tu sĩ trên tháp nhìn từ trên cao xuống sinh linh bên dưới. Hai người đi về phía đại điện. Người đến dừng bước dưới đất bỗng dưng thò ra một người. Người này khoác kim lân giáp, thân cao hơn một trượng, trắng dẻ dạ ấn chu sa, hai tay chấp thành hình cái bảo tháp cỡ nhỏ cực kỳ khí thế. Xích âm lấy ra một tấm đào phù bài. Thần tướng liếc nhìn, sau đó mới đụng địa quay về. Trong đại điện ảm đạm không có ánh sáng, trên chết tường đốt giao du trường minh đăng. Cầu thang xoắn ốc kéo dài vô tận trong rất u ám, dường như không phải là nối lên tầng trên mà là nối tới 18 tầng địa ngục. Điều này đã khiến cho Lục Kim rất nghi hoặc dựa theo ấn tượng đối với cửu tiêu đạo minh. Thế lực này có thể coi như danh môn chính phái, đối xử với người phàm cũng không tệ, nhưng mà lại sao u ám vậy chứ? Trên bức tường xung quanh, khắc kính hoa văn chu sa đỏ rực, sợi kim tuyến chi chít, hình thành một pháp trận phức tạp. Cửa lớn của mỗi tầng đóng chặt, bên trên đều có cấm chế. Mỗi tầng đều có người giống như thần tướng vừa rồi đã tuần tra. Tầng trên cùng đẩy cửa lớn ra, không gian trước mắt bỗng nhiên rộng mở. Đỉnh đầu và xung quanh đều không có bức tượng. Bầu trời rộng lớn, gió thổi xung quanh chạm vào một tấm trắng trong suốt. Dưới chân là mặt đất bằng một lớp thanh đồng bóng loáng, trên đó cũng khắc qua văn phức tạp. Một đám tu sĩ mặc áo choàng đen ở lòng ngực có một hình vẽ hoa tuyết đi qua đi lại. Khoảnh khắc mà nhìn thấy xích âm đi vào, mọi người dừng bước chân. Một đạo sĩ tóc trắng, trên áo choàng đen có hoa văn, đầu quấn khăn đi tới cùng kính nói: "Bái kiến Tam thiếu tể." "Bái kiến Tam thiếu tể." Mọi người cúi đầu hành lễ. Phương giám chính không cần phải gách sáo, các người cứ đi làm việc đi. Vị này là lục khiêm đạo hữu, thiếu tế chưa có nhập môn xích âm khẽ mỉm cười phóng khoáng xua tay không sao đâu lúc này ta cũng không có việc gì đi dạo cùng với vị khách quý trước phương giám chính nghe thấy lục khiêm là thiếu tể tương lai vẻ mặt lập tức nghiêm túc lại bên cạnh truyền đến âm thanh giòn tan lục khiêm quay đầu nhìn bên cạnh là một hàng trứng khổng lồ màu trắng cao bằng một người bề ngoài của vỏ trứng được viết phù văn phức tạp bằng mực chu sa mau mau Đạo sĩ Lan Lan Phường đã hồi sinh rồi đó. Máu, qua đây đi. Lục giáp hộ sinh, bí chú, sắp mất tác dụng rồi, dù chút đâu, máu máu, qua đây. Một đám tu sĩ tài trần luống cuốn, năm đạo sĩ lần lượt đứng trước một quả trứng, Trần đứng vững tài bắt kiếm quyết. Phù lục ở bên ngoài vỏ trắng, từ từ phóng ra cánh sáng đỏ. Nghi thức vẫn đang tiến hành. Phương giám chính nhìn thấy lục khiêm rất hứng thú, vì vậy để giải thích. Lan Lăng Phương Đạo Sĩ là một loại đạo binh giỏi sai khiến tiểu quỷ. Lực mạnh như là trâu là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí đạo binh hộ pháp. Chế tác đạo sĩ Lan Lăng Phường cần một cổ thi thể của tu sĩ, 30 trẻ sơ sinh đã chết. Vẽ lục giáp bí phù, khắc đào bài, tu hú chiếm tổ, bỏ vào trong vỏ trứng long điểu 77-49 ngày, sau đó có thể luyện chế mà thành hồng quang chiếu sáng cả phòng năm thân ảnh giữ dốc người cao lớn đập vào trong mắt của mọi người đằng trước là một đạo sĩ tay dài cao hai trượng mang theo mũ cao hai vai gánh hai cái chùm lớn trong chùm có mấy chục đứa trẻ đứa trẻ khóc rẽ lên đạo sĩ khẽ cười một tiếng đứa trẻ lập tức nín khóc bái kiến chủ nhân lang lăng phường đạo sĩ nửa quỳ nói đạo binh chi pháp này là lan lăng đạo nhân hiến cho tên cũng là do hắn đặt ngày sau ngươi cũng có thể hiến pháp thuật để mà đổi lấy đạo công tác dụng của đạo công gần giống với thông u quan dùng để trao đổi tài nguyên bầu không khí tu luyện của chỗ này rất nặng nề có thể dùng đạo công đổi lấy thành quả nghiên cứu của người khác hoặc là trao đổi thành quả của mình để mà đổi lấy đạo công thì ra là vậy trong lòng của Lục Kim rất là ngạc nhiên. Các nơi khác coi Pháp thuật như mạng sống của mình, không dám xem thường. Nơi này, vậy mà lại có thể đem ra để mà trao đổi. Chương 291 Đồng Quang Thái Tể Mọi người bên này vừa làm xong, hồng quang trong phòng lại sáng lên. Trong hư không, ngưng tụ ra một đạo ý chỉ. Giờ dần ba khắc, mưa rơi ba tấc hai phần. Mau khởi động pháp trận ở bên trên ra lệnh cho mưa. Phương giám chính nói với mọi người, mọi người trong đại điện thanh đồng xếp theo một phương vị nhất định. Ngay lập tức cả tòa đại điện sáng lên, mây đen đã bao trùm phương viên mười dặm, nước mưa ao ao rơi xuống, nửa canh giờ mới dừng lại. Phương giám chính đi tới bên cạnh hai người chắp tay nói, hai vị thiếu tể pháp trận đã trống rồi, có thể sử dụng rồi. Hai người đứng ở chính giữa pháp trận, ánh sáng lóe lên, thân ảnh của hai người đã biến mất. Một cảm giác trời đất nghi ngã ập tới. Lục khi mở mắt ra, phát giác mình đã đến một ngọn núi cao. Ngọn núi cao lớn, ở bên dưới nóng rực, trên đỉnh lại là một mảng màu tuyết trắng. Nơi này là đạo trường của sư tôn, bạch đầu sơn đạo trường, xích âm giải thích. Ở phía trước là kẻ nào? Bằng tuyết phía trước ngưng tụ ra một quái vật hình người cao lớn, làm phiền thông báo với sư tôn tam đệ tử xích âm cầu kiến vừa dứt lời cảnh tượng bên cạnh hai người bỗng nhiên đã biến đổi khi mở mắt ra trước đứng có một nam tử nho nhã tóc trắng lông mày trắng đứng đó nam tử ngồi trên vách đá cuồng phong cuồng cuộn gió lạnh thấu xương nhưng mà lại không hề làm tổn thương được nam nhân trông như bình thường này lục kim của đảo dạng tượng tham kiến đồng hoàng thái tể Lục Khiêm ngay ánh mắt đầu tiên đã biết người này chính là Đông Quang Thái Tể, một trong năm Thái Tể trong truyền thuyết. Xích âm đi tới, nói sự việc đã trải qua. Nếu người là ân nhân cứu mạng của Xích âm, có nàng ta bảo đảm bần đạo thu nhận ngươi làm đệ tử ký danh. Biết pháp thuộc gì? Lục Khiêm thể hiện đại khái, luyện thể và giao long âm thần, còn có cả quyền kim kiếm nàng và lục thần thứ bây giờ ở địa bàn của người ta muốn giấu cũng không có giấu được không bằng thoải mái thể hiện quyền kim kiếm nàng thất trọng ngược lại rất ít thấy một thân chân thủy này của ngươi ngược lại không tồi xích âm ngươi dẫn hắn xuống dưới truyền thụ nguyên nhất chân thủy pháp chờ đến khi mà học được thì thu làm đệ tử đi đi đông hoàng thái tể không có quá để ý chỉ liếc nhìn một chút rồi chẳng hề để tâm đến những cái thứ này Vậy là được rồi sao? Lục Khiêm có một chút không dám tin, sao mà lại có thể đơn giản vậy chứ? Vậy ngươi cho rằng như thế nào? Xích âm cười nói, tai ngọc khoác lên vai của Lục Khiêm, bóng dáng của hai người liền trực tiếp biến mất. Lục Khiêm mở mắt ra, phát hiện hắn đang đứng trong một đại điện rất lớn. Nhìn thấy cảnh sát ở bên ngoài cửa sổ, đoán chắc lại ở trên đại điện. Đây chính là đông quan bí truyền lục giáp tháp kết nối với 72 lục giáp thần đàn của các thành trì khác. Xích âm dẫn đường ở đằng trước, nàng ta buộc tóc lên, lộ ra cần cổ trắng nõn, khỉ chất phỏng khoáng. Tu sĩ đi lại bên cạnh đều hành lễ với họ. Người bây giờ là đệ tử ký danh dựa theo thứ tự nhập môn, đứng thứ 18. Người phải gọi ta là sư tỷ. Xích âm, nở nụ cười, xinh đẹp tới mức không gì sánh bằng. À, Xích Âm Sư Tỷ, tỷ đã trở về rồi sao? Ở bên gian là một thanh nam ngạc nhiên của một nam tử. Lục Khiêm quay đầu lại, là một nam tử tuấn tú mặc áo bào trắng đi tới. Đằng sau nam tử còn có mấy tùy tùng đi theo. Bái Kiến, Tam Sư Tỷ, hai người ở đằng sau lần lượt hành lễ, xin chào Lục sư đệ, Thập Ngũ Thập Lục sư đệ. Xích Âm khẽ mỉm cười. Sư Tỷ trở về cũng không nói cho ta biết thật là nam tử tuấn tú nhìn lục khiêm kinh ngạc nói vị này là đây là lục khiêm đệ tử ký danh sư tôn vừa mới thu nhận đây là lục sư huynh đang thư một câu cuối cùng nói với lục khiêm bái kiến đang thư sư huynh lục khiêm lần lượt chào hỏi mấy người thì ra là lục sư đệ nếu đã là đệ tử ký danh của sư phụ vậy thì sau này chính là người một nhà rồi có chuyện gì hay là không có chuyện gì cũng có thể đến thiên đô phủ để tìm ta. Đàn thư hào sẵn nói. Đàn thư sư đệ, ta dẫn lục khiêm đi nhập công pháp trước, hôm khác cùng nhau ôn chuyện sau. Xích âm dường như không có quá nhiều thiện cảm đối với nam tử trước mắt này. Nàng vội tìm cớ rời đi. Được, sư tỷ đi thông thả. Đàn thư cũng không có quấn lấy mà cười tươi tạm biệt, thái độ khiến cho người khác như tắm trong gió xuân. Mặt mày của xích âm âm trầm như trước Rất lâu sau mới thả ra một câu Người cẩn thận một chút Người này rất là âm hiểm Ta biết rồi Lục Kim đánh giá tàn kinh cát Rất lớn ở phía trước mặt Các loại kinh thư điển tịch Phân chia rõ ràng Tổng cộng có mười mấy gia sách Ở cửa đại điện là một chiếc bàn Chiếc bàn này trắng ở lối vào Trên bàn trống không Chỉ có một quyển sách dày Quyển sách chấn động một lão đầu râu trắng từ bên trong bay ra. Thư tiền bối, ta đến đổi bản luyện khí của nguyên nhất chân thủy triều chân pháp. Xích âm đưa ra một tính vật. Ồ, lại có người mới tới sao? Thư tiền bối sờ cái bộ râu trắng rồi mới cười nói. Trong tay ngưng tụ ra một cuốn sổ ngọc. Sau đó xích âm dẫn lục khiêm đi đến một tòa thành trì. Thành này tên là Thiên Dương Thành. Đây là nơi xích âm ở bởi vì Lục Khiêm chưa có trở thành đệ tử chính thức, không được chia động phủ, xích âm dứt khoát, kêu hắn đến Thiên Dương Thành ở lại. Chương 292 Nguyên nhất chân thủy triều chân Pháp Trong động phủ, bên trong mật thất u ám, một đạo nhân mặc áo đen đang hô hấp thổ nạp. Sau cái lần mũi hô hấp, từng đạo âm khí không ngừng ra ra vào vào. Lục Khiêm đang tu luyện nguyên nhất chân thủy Pháp nguyên nhất chân thủy pháp là công pháp cơ bản của Đông Quan Nhất Mạch, trừ pháp môn đến luyện khí hậu kỳ. Trên nữa, chỉ của đệ tử chính thức mới có thể được truyền thụ. Nguyên nhất chân thủy được gọi là vô hình chi thủy là gốc rễ của dạng thủy. Bản thân không có bất kỳ tính chất gì, nhưng có thể chuyển hóa thành bất kỳ một loại chân khí nào. Khi đối địch, có thể bắt chước chân khí của đối phương. Vô hình lại hữu hình, quy lực mạnh mẽ, độ khó khi mà tu luyện của công pháp này rất cao. Trong 10 kẻ có 9 kẻ không có thể ngưng tụ ra một giọt nguyên nhất chân thủy. Lục Khiêm đã bế quan 3 ngày mới lần ra một chút phương thức tu hành. Đó chính là dùng dông tình chân thủy để mà hỗ trợ. Dông tình thủy được mệnh danh là thông u thánh thủy. Tu hành trong khoảng thời gian dài có thể tôi luyện thần hồn nhục thân, cải thiện thể chất từ chất cao, bất luận tu hành cái loại bí pháp nào thì cũng đều có thể dễ dàng tu hành thứ khác đến nhập môn. Dòng tình thủy màu vàng chảy xuôi trong kinh kỳ bát mạch. Kinh mạch được thị nhục, dòng tình thủy chảy qua trở nên sạch sẽ, tỏa ra sáng giống như ngọc, hoàn hảo không khuyết điểm. Thần niệm quan tưởng bảo đồ. Cái mà nguyên nhất chân thủy pháp quan tưởng là dạng thủy ở phần cuối quy khư trong thức hải rộng lớn có một xoáy nước màu lam rất lớn. Xoáy nước không ngừng xoay dòng, nước biển tám phương quy tụ. Đây là cái cốc không đáy trong biển, là nơi dạng thủy quy tụ. Công pháp của Lục Khiêm vốn chính là xuất thân từ ngưng tụ chân thủy, nhập môn cũng trở nên dễ dàng. Cộng thêm sự tôi luyện của dòng tình chân thủy, thành công ngưng tụ quan tưởng độ. ngưng tụ ra một giọt vô hình chi thủy liên tiếp phá hai tầng công pháp. Lục Kim phát hiện một chuyện, vô hình chi thủy có thể chuyển hóa thành dông tình thủy. Sau đó, dùng dông tình thủy với độ thành thạo cao hơn kết hợp với một giọt dông tình thủy chuyển hóa trong một chu thiên. Giọt nước đó một lần nữa chuyển về nguyên nhất chân thủy sẽ có độ tăng trưởng ở mức độ nhất định. Không biết tu luyện bao lâu, trong cơ thể truyền đến một trận nổ mạnh trước mặt của lục khiêm dường như xuất hiện một hình ảnh dạng thủy quy tụ nguyên nhất chân thủy cuối cùng cũng có thể ngưng tụ được chu thiên lục khiêm cảm ứng gương vàng thần bí trong não hải nguyên nhất chân thủy triều chân pháp đại thành một trên năm trăm tiến độ tu luyện nguyên nhất chân thủy hiện nay tương đương với luyện khí trung kỳ một khắc độ tương đương với một đạo nguyên nhất chân thủy một đạo chân thủy không phải là một giọt nguyên nhất chân thủy cũng không phải tính theo giọt. Có thể thấy môn pháp thuật này gia tăng khắc độ khó cỡ nào. Một đạo vô hình chân thủy lưu chuyển theo đại chu thiên. Sau một dòng tụ vào trong chỗ đó, nước này không có tích trữ ở đan điền mà lấp đầy 360 năm khiếu quyệt. Một khi mà lấp đầy 365 khiếu quyệt lại ngưng sát luyện cương thì cách cảnh giới đạo cơ chỉ thiếu có một bước thôi. Có thể bàn giao rồi. Lục Khiêm đứng dậy, đã hoàn thành cái điều kiện thăng cấp thành đệ tử chính thức. Nghĩ đến đây, Lục Khiêm ra khỏi động phủ, bay về phủ đệ của Xích Âm. Trên núi ngoại ô thành, núi xanh nước biếc, cây cối um tùm, một tòa lâm viên cô độc đứng sừng sững ở đó. Dưới núi có trọng binh canh giữ trong rừng của đạo binh tuần tra. Trong động phủ, Xích Âm vừa tắm xong bước ra, làn da trắng nõn mang theo cái hạt nước nhỏ chỉ mặc áo yếm, cặp ngực tròn trịa, nhô ra vô cùng sống động. Nàng lừa nhát nằm trên giường, cơ thể thước tha. Không biết tại sao lại nhớ đến cái tên Lục Kim đã bế quan một tháng kia rồi. Lục Kim chắc là không cho rằng bế quan thì có thể nhập môn chứ. Xích âm nhíu mày ngón tay thon dài, vô thức nghịch cộng tóc. Nguyên nhất chân thủy, không phải là một lòng khổ tu thì có thể nhập môn, đợi qua vài ngày nữa sẽ nhắc hắn tránh đi đường vòng. Qua sự tiếp xúc trong khoảng thời gian này, Lục Kim là một người rất có thiên phú. Nàng ta không muốn để cho Lục Kim đi đường vòng nhiều. Sau khi mà lao khô cơ thể, xích âm bắt đầu tu hành. Tài bấm lòng văn quyết trong thái thượng kim tỏa liên hoàng ấn độn chân quyết. Pháp quyết này chia thành âm dương độn thuật và thiên địa long hổ nhân ngữ dạo pháp quyết. Hiện nay kẹt ở ải long này một khi mà đột phá được ải này có thể nhìn thoáng qua thiên địa nhị quyết của đạo cơ. Không biết tại sao, từ hôm đó nghe thấy những lời của Lục Khiêm, xích âm cứ cảm thấy thần long thiếu đi một tia chân ý. Có lẽ nàng ta mãi chưa có bước vào đạo cơ chính là vì nguyên nhân này. Có thể thử một chút giao long Xích âm nghĩ trong lòng, thay vì theo đuổi cái hư vô không thể hình dung, còn không bằng tìm thứ nhìn được sợ được tu luyện tới cực hạn quy lực cũng không tồi điều này cần phải tỉnh giáo lục khi một chút hắn hiểu khá sâu sắc cái đạo lý này đang lúc suy nghĩ ngoài động phủ của nàng truyền đến những tiếng giang. chương 293, trăm sông long hợp tu cửu tiêu chi bí xích âm đang nghĩ ngợi ngoài cửa đã truyền đến âm thanh gõ cửa chấn động xích âm sư tỷ ta là lục Kim đây thanh năm của Lục Khiêm xuyên qua pháp trận truyền đến. Lục Khiêm, muộn như vậy mà còn tới làm gì? Xích âm thắc mắc. Xích âm là người thích yên tĩnh, trong động phủ ngay cả người hầu, đạo binh cũng không có, bình thường nàng không có thích lui tới cùng với những đạo hữu khác. Nghĩ tới đây, xích âm khoát thêm cái áo khoác choàng bạch hổ. Áo choàng này là cái mà ngày trước Lục Khiêm đã tặng. Động phủ tự động mở ra, Xích âm ngồi ở phía trên chủ vị của đại điện, mỉm cười nhìn về phía lục khiêm. Sư đệ, vậy mà lại gặp phải bình cảnh sao? Không sao, trong ghi chép của bản môn thì nhập môn nhanh nhất là 4 tháng. Sư tỷ ta dùng 5 tháng mới nhập môn đó. Nguyên nhất chân thủy ngàn dạng biến hóa, ngưỡng cửa cao hơn mấy cái lưu phái khác gấp mấy lần. Nếu không thì đồng hoàng thái tể cũng không chỉ có 18 đệ tử. Báo cáo sư tỷ ta đã luyện nguyên nhất chân thủy phần luyện khí đến đại thành. Lục Kim cười nói: nè, đừng có lừa ta, ngươi mới tu hành được có hai tháng thôi đó. Xích Âm lơm Lục Kim một cái, không tin, tỷ thử nhìn xem. Lục Kim đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt chân thủy vô hình. Hả? Xem chiêu? Xích Âm có một chút kinh ngạc, ngón tay khẽ dùng thả ra một đạo chân quả nóng bỏng đây là nguyên nhất chân thủy biến thành quy lực tương đương với luyện khí hậu kỳ lục khiêm khẽ quát lên một tiếng cũng đánh ra một đạo chân quả có tính chất tương đồng hai đạo chân quả giao chạm vào nhau bộc phát ra qua lửa lộng lẫy mắt của xích âm hơi mở lên nói hai tháng tu luyện thành công đạt đến luyện khí cho dù có nội tình bên trong thân thể thì cũng được gọi là thiên tài sư đệ người đã tu luyện xong nguyên nhất chân thủy nhập môn rồi. Nguyên nhất chân thủy tu đủ 365 khiếu quyệt, tiến vào đạo cơ, có thể hình thành vô tướng pháp thể, có được vô tướng pháp lực. Thậm chí có thể kim tu công pháp. Giống như xích âm, kim tu, thái âm, kim tỏa, liên hoàng, ẩn độn chân quyết. Sau khi mà tiến vào đạo cơ, có được năm loại pháp thể, thiên địa, long hổ nhân. Chờ sau này rồi hãy nói đi. Tự mình tu hành, chính được hoàn tuyền kinh đồ đường đường chính chính hoàn tuyền thiên tử đạo thống cao nhất có thể tu luyện tới đan kiếp hơn nữa về sau còn có cơ hội tìm kiếm truyền thừa khác nhau tiềm lực phát triển rất lớn nguyên nhất chân thủy quả thật không tệ nhưng mà tiềm lực phát triển vẫn còn là số đạo công pháp này chỉ có thể phụ tu lục khiêm nhận ra lấy nguyên nhất chân thủy hóa thành dông tình thủy đem cả hai tu luyện cùng một lúc đạt được hiệu quả tuyệt diệu. À đúng rồi, ta muốn chuyển hóa chân long thành giao long, không biết sư đệ có điều gì chỉ giáo không? Xích âm bỗng nhiên mở miệng nói, ta cũng không có rõ ràng cho lắm. Điều này lục khiêm quả thực không có nói láo, hắn cũng chỉ là mơ hồ thu hoạch được một đạo chân ý ngư long. Vô ý lĩnh ngộ tư tưởng ngư long cướp đoạt dạng vật, dùng cho bản thân một đường thiên cơ với tư tưởng có người không có ta mới có thể hòa thành một bộ giao phục hoàng tuyên đồ quá trình rất là mơ hồ không rõ ràng một đường thiên cơ có người không có ta quả là tư tưởng thật là bá đạo xích âm nhẹ cao mày nàng ta xuất thân từ dạng thế âm chủng đối với loại tư tưởng bá đạo này cũng không có cách nào mà bài xích chỉ là loại lý giải chân ý này có một chút khó khăn bỗng dưng muốn tưởng tượng thì càng không có tưởng tượng ra được. Hay là âm thần xuất khiếu bám vào trên âm thần của ta thì có thể cảm ngộ được. Lục Kim nói, xích âm nhớ tới cảnh tượng ngày đó thì sinh ra một cổ ngựa ngùng, nàng ta bỗng nhiên gắt lên. Không có thể được, tiểu tử ngươi có ý đồ gì? Ta, nặng nào có ý đồ gì đâu, tỷ tỷ chớ nên nghi ngờ tại hạ, chỉ là cảm ngộ âm thần mà thôi. Điều kiện tiên quyết là bạn tri kỷ là mối quan hệ của nhục thần. Loại tình huống lần trước cùng lắm chỉ xem là tiếp xúc gần mà thôi. Xích âm suy nghĩ một chút rồi mới nói. Được. Nói xong, hai người khoanh chân ngồi đối diện nhau. Âm thần u lục, xuất khiếu, quá thành giao long. Xích âm nín thở ngưng thần. Một lát sau, một âm thần của tướng mạo thanh lệ, giống nàng như đúc đã bay ra, âm thần chợt quá thành bạch quang rơi vào trên âm thần của lục khiêm xích âm lập tức cảm giác được một sự ấm áp nóng rực âm thần tựa như được tắm suối nước nóng kia thoải mái đến mức suýt chút nữa nàng đã phát ra âm thanh rên khẽ rồi mặc dù tuổi của nàng lớn hơn tên ngốc lục khiêm mấy tuổi nhưng mà năm này một lòng khổ luyện chưa hề tiếp xúc thân mật như người khác phái nào lục khiêm đối diện cũng đồng thời cảm ứng được một cổ khí tức lạnh lẽo đánh tới. Chương 294 Sông Long Hợp Tu Cửu Tiêu Chi Bí Dông tình chân thủy bên trong cơ thể tăng tốc độ vận chuyển lên rất nhiều. Sau đó hai người thẩm thấu chân khí lẫn nhau, bổ túc cho nhau. Lục khiêm đã quá thần thành giao long ngao du ở trên tầng mây hơi nước. Khí tức của giao long bộc lộ ra hoàn toàn, xích âm dần dần tiến vào trong trạng thái cảm ngộ chân ý của giao long bạch long thoái quá sừng hưu đã biến mất thay vào đó là một con dao long màu trắng dữ tợn duy trì loại trạng thái này qua một đêm âm thần của hai người mới trở lại trong cơ thể sau khi mà thu công sắc mặt của xích âm có một chút không tự nhiên loại tiếp xúc âm thần này còn thân mật hơn cả tiếp xúc thân thể lần trước người đã tạo được cái hình dáng của nó muốn lý giải chân ý còn cần nhiều cảm ngộ hơn mới được. Lục Khiêm nói, hắn cũng không phải là vô sự hiến ân cần, thấy người gặp khó khăn ngốc nghếch đến hỗ trợ. Lần thành công này cũng có trợ giúp rất lớn đối với hắn, lần trước nhìn ra cái điểm ấy thì bây giờ mới chủ động hỗ trợ. Tu hành âm thần với tu di không quá chênh lệch thì nhanh hơn nhiều so với tu hành với hai tỷ mụ của yêu nguyệt. Đó còn chưa phải là xong tu nếu là song tu chỉ e tốc độ tu hành sẽ càng nhanh hơn nhiều nói không chừng trong vòng mấy tháng đã đưa dòng tình thủy vào đại chi cảnh được xích âm nghiêm mặt không có thảo luận về đề tài này nữa ta dẫn người đi gặp sư phụ nhập môn nguyên nhất chân thủy thì có thể thu ngươi làm đệ tử chính thức đa tạ sư tỷ lục khiêm chấp tay nói rốt cuộc cũng có thể luyện cương rồi hắn vẫn không quên mục đích của chuyến đi này. Hắc Sơn đang trong thời kỳ mở rộng, còn có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Nhất định phải đi nhanh về nhanh mới là chuyện chính. Xích âm dùng tay lên, âm thần quá thành tia sáng, thoáng cái đã xuất hiện bên ngoài mười dặm. vào lòng lục khiêm, dãy đuôi theo sát phía sau. Bay dài dặm, trước mắt là một tòa tháp cao ngàn trượng. Hơn nửa tháp đứng sừng sững giữa đám mây giống như là một người khổng lồ cao cao tại thượng lúc này là giữa đêm ánh trăng đã hắt vào đỉnh tháp bị một đạo pháp trận hấp thu hai người tới trên pháp trận liền đã bị truyền tống tới ngọn tháp ánh sáng lóe lên xuất hiện bên dưới bạch thủ sơn dưới cái màn đêm bạch thủ sơn giống như một lão đạo tóc bạc tiên phong đạo cốt sâu không có lường được thời điểm hai người bay qua một vách núi quế mắt của lục khiêm bắt gặp một cổ quý khí âm lãnh hắn dù ý thức nhìn một cái liền chỉ nhìn thấy một màn trước mắt này cũng nhịn không được có một chút ngây người phía dưới vách núi mây đen bao phủ có vô số quái vật sừng hưu móng dê hình người quái vật sừng hưu áp tải từng chiếc xe ngựa trên xe ngựa là thi thể xếp cùng một chỗ thậm chí có một vài xe ngựa trong lòng là người sống cùng với đồng nam đồng nữ nhân số cộng lại tối thiểu là 10 dạng. Ảnh trăng hắt vào mặt của quái vật sừng hưu, khuôn mặt đen kịch nhìn có một chút dữ tợn ghê người. Nhân loại giống như một đám dê đợi bị người làm thịt, bị đưa vào cái động băng giống như miệng ác ma. Chỗ cái thân ảnh của Bạch Thủ Sơn là một mảnh âm điền mênh mông, trên đó mọc ra thực vật kỳ dị, qua mặt người các loại quả nhân sâm thực vật kỳ dị những quy mô này lớn hơn nhiều so dáng ở đảo dạng tượng, thậm chí là cả thông u quan. Đây là... Lục Khiêm thắc mắc. Đây là tế phẩm, tế phẩm mùa đông. Bên người của Lục Khiêm chẳng biết từ bao giờ xuất hiện một đạo nhân râu tóc bạc trắng. Đạo nhân chấp hai tay, lơ lửng trong không trung, gió lớn thổi lên áo bào của hắn. Tham kiến sư tôn, hai người Lục Khiêm hành lễ nói miệng lễ xem ra các ngươi rất thắc mắc vì sao mà chúng ta giết người giống như bàn môn tà đạo vậy còn người đen kịch của đông quan thái tể nhìn về phía lục khiêm còn chưa có đợi lục khiêm trả lời đông quan thái tể lại nói đây là hàng vũ pháp trận vật liệu giống với pháp trận mùa đông ngoại trừ đồng nam đồng nữ phần lớn là người phạm tội số ít là tù binh chiến tranh phạm vi thế lực của tu sĩ có vài chục quốc gia bọn họ không có can thiệp vào chiến tranh của quốc gia phạm nhân thời gian lâu dài bọn họ thậm chí còn cổ động chiến tranh hàng năm có phần lớn thi thể và tù binh dùng để làm tu hành bọn hắn cũng không phải không bóc lột phạm nhân chỉ là không có thu bạo giống bạn môn mà thôi mà sẽ là tưới nước bón phân sau đó lựa chọn mang tính thu hoạch một chút toàn bộ nam linh vực quá là càng cỗi tu sĩ cướp đoạt dài dặn năm ngàn năm mở rộng cái số lượng tu sĩ khiến cho địa phương này chịu không nổi gánh nặng như vậy thiên địa cằn cỗi đến nỗi xuân hạ thu đông cũng không có thể luân chuyển bình thường được quả ra toàn bộ nam linh vực đều là như vậy lục khiêm bừng tỉnh ngộ trước kia thông u quan thậm chí là đảo dạng tượng một năm bốn mùa đều mang cái dáng vẻ không khác nhau là bao vốn cho là nguyên nhân là vị trí địa lý cũng không có nghĩ tới là bởi vì tu sĩ cướp đoạt dẫn đến địa khí thiên địa càng cỗi không cách nào mà luân phiên xuân hạ thu đông bình thường nghĩ tới đây lục khiêm chợt nhớ đến chức quan đông quan thái tể của người này chẳng lẽ chương 295 trăm mực sơn thủy cửu thiên luyện cương dường như thấy được nghi hoặc của lục khiêm đông quan thái tể gật đầu nói ra người đoán không lầm đông quan thái thể chính là chức vị chấp chưởng mùa đông cửu tiêu đạo minh là sản phẩm mà nhiều nhà có thực lực tranh đoạt mục đích là thống nhất lực lượng của tu sĩ duy trì trật tự thiên quan đại chủ tể mỗi một giáp tuyển ra bởi các cao tầng của các đại phái phụ trách điều hòa âm dương cân đối thế lực khắp nơi quyền lực nói lớn cũng không phải là lớn chí ít là nội vụ giữa các phái lớn thì không có tới phiền hắn xen vào. Chức vị này ngược lại sẽ gây trở ngại cho tu hành, uổng phí hết thời gian tu hành 60 năm. Phần lớn thời gian đều là bận bề tục vụ, cho nên tất cả thủ lĩnh của đại trưởng môn sẽ không có đảm nhiệm. Bình thường quy vọng tương đối cao, nhưng không có được tham dự vào nội vụ của trưởng lão. Thiên quan đại chủ tể này là một trưởng lão của trạm kiếp bảo quyển so sánh với nhau thì ngược lại hắn ở dưới ngũ đại thái tể tiêu sái hơn một chút, có địa bàn thế lực của mình. Chỉ có điều hàng năm có ba tháng tương đối bận rộn. Tháng sau đã là mùa đông, mùa đông bao trùm trăm dạng dặm, ngoại trừ đạo binh và tu sĩ thì còn cần mười dạng tế phẩm để mà duy trì vận chuyển. Xích âm giải thích nói, Pháp trận câu thông địa khí thiên địa sinh ra băng tuyết, một năm bốn mùa hắn là phải thường xuyên thay phiên nếu không phải là các tu sĩ duy trì trật tự thiên địa, chỉ sợ mảnh thiên địa này sớm đã hoang tàn rồi. Chỗ chúng ta không có thể so sánh với mảnh đất phía bắc màu mỡ phồn hoa kia, chỉ là chỗ chúng ta hiểu được điều hòa âm dương mà thôi. Đồng hoàng thái tể bất đắc dĩ cười nói, những năm gần đây duy trì pháp trận có một chút khó khăn, chắc chắn số lượng tu sĩ trở nên nhiều hơn. Thì ra là vậy, ngày đó nghe đồn vào ngày thủy nhãn mở ra chính là thời điểm giới tu hành đại chiến lục khiêm vẫn còn có một chút nghi ngờ tới chỗ này nhìn thấy ở đây yên tĩnh phồn hoa hắn càng cho rằng sẽ không có lan tới nơi này xem ra suy nghĩ của hắn bản thân vẫn còn quá đơn thuần bên này cũng là sống ngầm cuồn cuộn nguy cơ trùng trùng phía tây phương thốn yêu quốc hàng năm sẽ có phát sinh xung đột với thế lực bên này các phái bên này không có đoàn kết như mặt ngoài mà lại bên trong nội đấu không ngừng chuyện này nói không chừng chính là một mồi dẫn lửa hôm nay các ngươi tới đây là vì chuyện gì đồng hoàng thái tể lúc này mới hỏi lục khiêm sư đệ đã luyện cái phần luyện khí của nguyên nhất chân thủy đến đại thành nhìn thấy nguyên nhất chân thủy ngưng tụ trên tay của lục khiêm đồng hoàng thái tể có một chút kinh ngạc không tệ hai tháng đã đại thành bên trong chúng đệ tử thiên phú của ngươi đã là đệ nhất rồi không dám nhận tại hạ có nội tình từ trước cho nên mới cấp tốc nhập môn được lục khiêm cười nói câu này ngược lại là nói thật lần này nhập môn có một chút mưu lợi từ nay về sau ngươi chính là đệ tử thứ 18 của ta danh hào của ta chính là thái u chân nhân ngươi có thể nhớ kỹ đồng hoàng thái tể cũng chính là thái u chân nhân đưa cho xích âm một khối ngọc bài. Đây là chìa khóa của hồ lưỡng giới, người dẫn hắn đi đi, lão phu còn có chuyện quan trọng phải xử lý. Vừa dứt lời, thân ảnh của Thái U chân Nhân đã biến mất tại chỗ, đi đến vô ảnh vô tung. Rốt cuộc cũng có thể luyện cương, lục khiêm thở phào một hơi. Trước khi đến tình hình biến động, hắn phải tăng tu vi của bản thân tới một trình độ nhất định. Trần Nguyên rót vào miếng ngọc bội tỏa ra quang mang, xoạt một tiếng, khung cảnh đã biến hóa. Sắc trời bỗng nhiên lạnh lẽo. Lúc mà lục khiêm mở mắt ra, trước mặt đã là một thế giới quái dị. Biên giới của thế giới trắng như tuyết lan tràn mênh mông vô tận. Trước mắt là một cái hồ đen kịch rộng lớn. Cái bóng của hắc sơn đang nhẹ nhàng bơi ngược. Bối cảnh là màu trắng, tất cả cảnh vật chỉ còn có một màu đen. Nước hồ như mực núi xa như tranh vẽ như bức tranh thủy mặt trên cái tờ giấy màu trắng hai người bên trong tranh này không biết là người xem tranh hay là người trong bức họa đã bị người bên ngoài xem rất lâu rồi không có tới chỗ này thật sự tới một lần xúc động một lần thế gian vậy mà lại có nơi kỳ diệu như vậy xích âm nhìn qua cái màu vàng xung quanh cảm thán nói đúng vậy lục khiêm nhìn xung quanh vẫn chưa có thỏa mãn nơi này thật sự là một nơi tuyệt vời nghe nói nơi này chính là khe hở của u minh và nhân gian sau đó đã bị sư tôn cướp lấy nếu không phải là khí hậu khắc nghiệt thì dùng làm động thiên phúc địa cũng sẽ vô cùng tốt động thiên phúc địa là gọi chung cho tiểu thế giới phân biệt với thế giới bên ngoài nghe nói có một vài động thiên phúc địa thời gian còn trôi chậm hơn so với thế giới bên ngoài rất nhiều đau nhân sắp hết tuổi thọ đều sẽ lựa chọn bế quan trong đó sẽ giảm bớt cái thời gian trôi qua di nhục thân. Phía trên hồ ngàn trượng có một đám mây đen kịch chính là nơi của cương khí. Sư tỷ ta đi luyện cương ngươi chờ một lát đi. Chương 296 Dãy mực sơn thủy cửu thiên luyện cương Lục khiêm nghĩ một chút ngưng tụ ra 18 đạo bích quả phi đao trong tay đây là bích quả phi đao có thể tự động hộ thân nếu như gặp phải nguy hiểm thì làm phiền sư tỷ áp trận cho cái này đâu có cần thiết ta cũng có pháp khí mà xích âm ra tay một lần biến ra một cây quạt năm màu quạt này là ngũ hành phiến có thể dùng ngũ hành tinh khí để mà đối địch không cần ngươi cầm đi lục khiêm không có dễ dàng tín nhiệm người khác bản thân của mình luyện cương ở phía trên một cao thủ khác quan sát phía dưới chung quy hắn vẫn có một chút không yên lòng nếu so sánh giữa tình nghĩa đồng môn thì hắn còn không bằng tin tưởng trao đổi lợi ích huống hồ lục khiêm còn có chuẩn bị phía sau phù lục đại luyện thành tướng hiện hình ở bên trong kiếm nang đang chuẩn bị chờ phát động chỉ cần tâm niệm vừa động thì ba cái hoàng tuyền âm ma sẽ cùng nhau xuất kích động tác này nếu như xích âm biết được e rằng sẽ rất thương tâm. Thế nhưng cũng không có biện pháp, bản thân của Lục Kim lúc nào cũng ở hoàn cảnh ác liệt như vậy. Âm thần bay vào nhục thân, quá thành nhân long hình người, tóc tím, mắt vàng, dãy vàng, răng nanh. Cương khí nhẹ hơn so với sát khí cho nên bay vào bên trong không trung. Mặc dù nhẹ nhưng mà quy lực lại cường đại hơn rất nhiều. Cho nên Lục Kim lựa chọn dùng nhục thân đi lên thân thể ngư rồng có sinh mệnh lực rất là cứng cỏi chỉ cần không phải là vết thương chí mạng nguy cấp thì có thể mặc sức tàn phá âm thần thì không như vậy một khi sát khí đã bị phá thần hồn trần trụi lộ ra chạm vào khí tức thiên cương tràn đầy ở bên trong thì chắc chắn sẽ phải chết nhục thần bay vào bên trong tầng mây tất cả phạm vi xung quanh đều là mây đen được tạo thành từ cương khí có điều có thể bởi vì nguyên nhân quá thấp cho nên mây đen có vẻ hơi đục ngầu. Trong tiền giằng có nói, cương khí nhẹ nhàng, cương khí tầng cao nhất định có tính chất càng cao hơn. Nghĩ tới đây, lục khiêm một lần nữa phá không bay lên trời. Quyền sương âm sát, hình thành cái mây đen dạng dặm. Mây đen bốc lên cuồn cuộn, bao bọc lấy nhục thần phá vỡ. Cương khí như đào, sẽ rách sát khí bọc bên ngoài thân của hắn, như là đau cùng cắt thịt xé mở từng cái chân khí một lần nữa đã bổ sung tiêu hao càng lên cao cửu ưu cương khí càng trở nên thuần túy quy lực đã phát ra càng mạnh mẽ bỗng nhiên có một âm ma sừng hưu được hình thành bởi trăm trượng cương khí gầm thét lao tới chỗ của lục khiêm quyền sương âm sát ngưng tụ ra phi kiếm xanh lục liên tục chém xuyên qua thân thể của âm ma cuối cùng đánh tàn nó quá thành cửu u cương khí đen kịch cương khí chỗ ba ngàn trượng rất là nhẹ nhàng ẩn chứa một tia linh tính hình thành các loại phi điểu dị thú các loại yêu ma lục khiêm ở trên không hút một trượng cửu u cương khí vận chuyển dông tình chân thủy tẩy luyện cương khí dông tình chân thủy pháp cũng đồng thời ngưng sát luyện cương chi pháp pháp thuật ngưng sát trước đây chỉ là một đạo ngưng sát do bàn môn tán tu không có căn bản cưỡng ép mà thành. Pháp môn chính thống là lấy chân khí làm trụ cột để ngưng sát luyện cương. Điều này khiến khi mà chân khí dính vào một điểm cương sát khí thì quy lực vượt trội hơn cả mấy chục lần. Khi dông tình chân thủy tiến vào cảnh giới tiểu thành rất dễ dàng luyện hóa cương khí. Âm thần bên ngoài cơ thể ngoại trừ sát khí giống như phỉ thúy thì còn có cương khí tinh khiết đen kịch đang nổi lơ lửng. Chân thủy màu vàng ẩn chứa một tia âm lạnh chi khí. Độ tinh khiết vẫn chưa có đủ lại lên trên. Trong mắt của Lục Khiêm lóe lên sự kiên định. Nhục thân mang theo năm dặm mây đen phá không mà bay lên trời. Càng đi lên cao thì cương khí hóa thành tinh linh yêu quái càng ngày càng nhiều. Cương khí càng bạo liệt hơn, thậm chí còn có đến vài lần đã đột phá sát khí, phá đi dãy rồng của nhục thân, để lại một vết máu âm hàn. Bay đến không trung, năm ngàn trượng, cương khí đã hóa thành âm ma càng to lớn hơn. Có cự mãn dài ngàn trượng, phi cầm dương cánh ngàn trượng, âm ma hình người, mắt ngựa đầu dê. Cương khí chỗ này càng thêm nhẹ nhàng, bên trong đen kịch, có thêm một tia ống ánh. Nếu không hình thành cương khí thì hình thành mây đen trăm dặm Lúc này, nhục thân quán đã thương tích đầy mình, giấy rồng khắp nơi đều đã là vết cắt. Là lúc này đây, Lục Khiêm dùng tay lên, hút tới mây đen trăm trượng. Dông tình chân thủy, điên cuồng vận chuyển chu thiên, tẩy luyện cương khí đã hút vào trong cơ thể. Âm thần u lục, có một chút chờ đợi, dần dần ngưng thực, giống như nhục thân. Trong lúc đó, cũng có âm ma tiến lên công kích, chẳng qua đều đã bị kiếm nang hoặc là sát khí xé nát cái loại âm ma này hình thể to lớn thủ đoạn công kích chỉ có một hai loại ngược lại rất dễ dàng giải quyết nhưng mà số lượng lại quá đông đảo nhất định phải nắm chắc thời gian luyện cương theo cương khí tẩy luyện âm thần cùng với dông tình chân thủy phát ra càng nhẹ nhàng cương khí luyện thành lại trở về chân thủy dông tình chân thủy không chỉ trở nên nhẹ nhàng mà số lượng gia tăng với tốc độ kinh khủng. Chưa đến nửa canh giờ đã tăng lên gấp đôi. Thời gian dần dần trôi qua. Chương 297 Núi xanh như cũ, giang hồ gặp lại. Theo thời gian trôi qua, đỉnh đầu của Lục Khiêm hiện ra một đoàn cương khí rộng hơn 10 dặm. Mây đen đen kịch thỉnh thoảng quá thành từng cam ma dữ tợn khủng bố, mang khí vô hình quét sạch từ phía. Âm ma cao ngàn trượng, gào thét vừa xong tới, trực tiếp bị cương khí của lục khiêm ngăn tụ tách ra. Cương khí nhẹ nhàng, không giống như sát khí quá nặng nề, cho nên diện tích của vẻ tương đối lớn. Quái vật ba đầu, xông lên, lập tức đã bị cương khí âm hàng đông cứng, hút vào bên trong mây đen. Giống với trong tưởng tượng của lục khiêm, bởi vì bản thân đã tu luyện sát khí là hàng khí, cho nên cửu u cương khí cũng lấy hàng khí làm chủ đoạn thời gian tu hành này khiến cho dông tình chân thủy tăng lên mười mấy lần. Hơn phân nửa âm quỳ chân thủy chuyển hóa thành dông tình thủy. Giả dạ lại, dưới sự tẩy luyện của cương khí trên nhục thân, mức độ của luyện thể chi pháp cũng tăng trưởng không ít. Phục ba bên trong kiếm nang, một thần khí huyết đã bị mình hút lấy một phần mười. Bên dưới, tu hành không biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Lục khiêm trầm mê tu luyện không biết thời gian đã trôi qua ba tháng. Bên hắc hồ, một hồng y nữ tử ngồi quanh chân bên hồ, hai mắt tựa như khép hờ, màu sắc đỏ của si mi nổi bật giữa khung cảnh hai màu đen trắng. Dao lòng màu trắng linh hoạt xoay quanh trên đỉnh đầu. Sau khi mà dẫn công hoàn thành, hai mắt hắn mở ra, vẻ thô bạo lóe lên trong mắt đã biến mất. Xem ra đã qua ngoan của dao lòng chi thần. Xích âm nhìn bên trên trong lòng cất giấu một tia lo lắng. Đã trôi qua ba tháng rồi, không biết lục khiêm ra sao. Ba tháng trôi qua, bản thân của nàng cũng luyện thuần thục 18 đạo. Nghĩ tới đây, tâm niệm của xích âm vừa động. 18 đạo ánh lửa xanh biếc, giống như trăng tròn, sáng lên bên người của nàng. Phi đào linh hoạt, phá không, phát râm thành đinh tai. Xích âm, vuốt ve phi đào không có chui đau trong lòng vô cùng yêu thích nó pháp khí lục trọng thiên đúng là ác liệt lục khiêm đủ dứt khoát rồi nghĩ đến dáng vẻ của lục khiêm ngày đó xích âm bỗng dâng lên một sự tức giận thật đúng là lấy giả dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà hắn nghĩ mình muốn hại hắn hay sao chứ nếu như thật sự muốn hại hắn mười tám phi đao này có thể mua chuộc được nàng hay sao được rồi thật đúng là có thể mua chuộc ngoại trừ ngũ hành phiến trên tay của xích âm quả thật đang thiếu một binh khí thuận tay dũng nghĩ mình làm sư tỷ thì có thể đến giúp đỡ hắn ngược lại nhận được không ít ân huệ của người ta được rồi vậy thì giúp người hộ pháp đi tránh đến lúc đó lại nói ta không hỗ trợ xích âm khẽ cười rồi mới nhắm mắt ngồi tĩnh tọa thần niệm không ngừng tuần tra xung quanh bỗng nhiên hắc hồ dâng lên một trận sóng nước xích âm mở mắt nhìn một cái sóng nước đã biến mất, chỉ để lại một chút gần sóng. Xích âm nhướng mày, nàng đứng dậy cẩn thận, nghiêm túc đi đến bên hồ. Lại không có phát hiện gì. Thái U Đạo Nhân vẫn từng thăm dò cái chỗ này rất nhiều lần, nhưng mà không phát hiện điều gì, cũng không có vị thú nào ẩn giấu. Cũng không có vị thú ẩn giấu nào. Có điều xích âm không có buông lỏng cảnh giác. Là cao thủ dưỡng thần hậu kỳ, linh đài giống như kim cương nội tâm giống như là kim thiết, không có tự nhiên xuất hiện ảo giác. Khẳng định có thứ gì đó thì mới sinh ra một loại cảm ứng này. Chẳng lẽ là U Minh Chi Ma chạy tới chỗ này sao? Xích âm nhướng mày. Hồ lưỡng giới là ranh giới của hai giới. Quá khứ từng có một vài yêu ma có cơ duyên xảo hợp tiến vào bên trong. Lúc này tiếng nước gian lên một lần nữa. Lần theo thanh năm mà nhìn sang. Trên mặt hồ đen kịch có một mảnh vật thể dài đến trăm trượng đang từ trong hồ nước ngoi lên, dần lên sóng lớn mấy chục trượng. Đây là một con hắc lân cự xà. Quả ra là ngươi, tiểu xuất sinh. Xích âm, sắc mặt lạnh lùng, ngũ hành phiến, lơ lửng trong không trung, phát ra ánh sáng năm màu. Xích dương chân quả năm trượng, cùng với chân thủy kịch độc, phi ra, giống như là hai cái đầu rồng dài, ở phía sau là một ngọn núi lớn trơ trụi rơi xuống từ trên không. Còn có hàng ngàn dây leo dài ngàn trượng quấn quanh. Sau đó liền xuất hiện một thanh kim kiếm. Đây là năng lực của ngũ hành phiến. Theo sát phía sau là 18 đạo mũi tên bích quả tạo thành đao võng dày đặc. Để cho không ảnh hưởng đến lục kim luyện cương, xích âm vừa ra tay đã là sát chiều. Một kích liền nhắm chuẩn chỗ hiểm mấy đạo pháp thuật hạ xuống nhấc lên sóng gió ngập trời quanh một tiếng trường xa đã bị xé nát trong nháy mắt ngao một tiếng một đạo sóng âm đã quét sạch tứ phương nước hồ gợn sóng từng cơn thanh âm truyền đến từ những cái dãy núi xung quanh xích âm vô ý thức ngẩng đầu một màn trước mắt khiến cho cả đời này khó quên chương hai trăm chín mươi tám núi xanh như cũ giang hồ gặp lại chỉ thấy một con cự xà xoay quanh bên trên ngọn núi, thân rắn quấn quanh núi ba dòng, đầu lâu nhô lên cao dài dặm. Nam Hải cự xà Trong lục dĩ ký có ghi, ở bên trong Nam Hải có núi, cao hơn 10 dặm, rộng trăm dặm. Hàng năm vào lúc mà trăng tàn sẽ xuất hiện cự xà. Quay quanh núi ba bốn dòng, uống nước biển, tình trạng này xảy ra rất là bình thường. Rắn này không có năng lực gì khác, chỉ có thân hình to lớn, từng xuất hiện ở Nam Hải, tên là Nam Hải Cự Xà. Vừa rồi một đoạn ngắn thân thể kia chỉ là cái đuôi của Cự Xà thôi. con người u lục của Cự Xà hiện là một vẻ quán độc, sau đó một cái đuôi quật tới. Cái đuôi thô to hơn cả một cái phòng. Âm thần của xích âm quá thành đụng quang đen kịch, trốn vào trong hắc ám, xuất hiện ở phạm vi ngoài mấy trăm dặm. đụng quang màu trắng là dương độn, dùng để mà đi đường, màu đen là âm độn dùng để thúng di cái đuôi đập xuống bụi mù giăng khắp nơi mặt đất xuất hiện một khe rãnh thật sâu cái đuôi vỗ xuống liên tục mặt đất giống như phát sinh địa chấn xích âm đang né tránh đồng thời phát động công kích nhưng mà tác dụng lại cực nhỏ tốc độ khôi phục của đại xà rất nhanh cái đuôi một lần nữa dài ra mỗi một lần công kích trút xuống mặc dù nhanh hơn tốc độ sinh trưởng của đại xà nhưng cũng chỉ có thể gây tổn thương quyết nhục mà không có thể hoàn toàn chặt đứt. Sinh mệnh lực của Nam Hải cự xà cực kỳ ương ảnh, không có gây thương tổn đến não, thì bất luận là thương thế nặng thế nào cũng khôi phục trong nhảy mắt. Cây đùi đánh xuống sát âm thầm của xích âm, sóng khí lật tung toàn bộ xung quanh. Ghê tổm, xích âm nhìn chăm chăm vào cái đầu lâu của cự xà. Nếu có thể tới gần, chém đầu lâu xuống, hết thảy đều trở nên dễ dàng thôi. Xích âm một bên, vừa đối phó với cự xà, vừa tìm góc độ thích hợp. Chính là lúc này, trong mắt của xích âm lóe lên một tia tinh quang. Độn quang màu trắng lóe lên trong nháy mắt bay đến bên người của cự xà. 18 đạo phi đao bích quả chém ra một đạo võng bao trùm trăm trượng, đồng thời 10 dặm cương sát, cửu ưu thần cương hợp nhất dày đặc không trung ánh sáng rực rỡ đến mức khiến cho cự xà trong một khắc bừng tỉnh tinh thần. Ngay lúc xích âm cho là đã đến cơ hội động thủ thì cự xà bỗng nhiên mở to hai con mắt vung ra một cái đạo gió tanh trong không trung. Gió tanh hình thành, thiên long cuộn xoắn, thổi tan cái đạo võng thậm chí thổi bay luôn cả âm thần. Xích âm hung hăng, đâm mạnh vào dách núi. Lại là một cái đuôi quét tới, ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc Xích Âm đã né tránh được, lần tiếp theo chắc không có thể may mắn như vậy rồi. Không biết Lục Kim có luyện cương thành công hay không. Xích Âm âm thầm suy nghĩ, nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào, nhưng mà Lục Kim bị phát hiện sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức. Bây giờ có thể duy trì được bao lâu thì cứ duy trì. Chỉ có thể cầu nguyện Lục Kim nhanh chóng tu luyện xong xuôi, sau đó cùng nhau rời đi nghĩ thông suốt cái điểm ấy xích âm không có tiếp tục cứng đối cứng với cự xà mà là chơi trúng tìm ở bên trong những ngọn núi mặc dù nói là núi nhưng mà thật ra chính là những đống đất nhỏ không có lấy một góc thảm thực vật xích âm vật lộn mấy ngày chân khí đã sắp khô kiệt rồi lần này rốt cuộc đã bị bứt đến một góc thân ảnh che phủ thân thể của nàng cái đuôi to lớn hạ xuống cũ u thần cương hình thành cái lòng đã dở tan Xong. Trong đầu của xích âm hiện lên một ý niệm. Chẳng lẽ chỉ có thể mệnh đổi mệnh, triệu quán ra u minh âm ma chi pháp sao? Quanh một tiếng, lúc này kim quang chiếu sáng toàn bộ không gian. Một thanh cử kiếm hoàng kim mang theo khí thế vô sông, cắm lên bên trên đầu lâu của cự xà, cắm vào một đoạn nhỏ. Đồng thời, ba âm ma đầu trong mặt ngựa, cao mười trượng, chống đỡ cái đuôi của cự xà. Cự xà không chết, nhưng một chút lại muốn phản kích. Xích âm bắt lấy cơ hội này. Trong chớp mắt, cửu u thần cương và đao quan ngũ hành đồng loạt đã xuất hiện rồi. Từ phía chân trời bay tới bên cạnh cửu u cương khí xuyên qua đầu lâu cự xà. Thi thể cự xà sụp đổ âm gian. Đa tạ sư tỷ đồ hộ pháp. Hoàng tuyền âm ma tán thành âm khí đầy trời đi vào bên trong kim phù ở sau đầu của hắc y đạo sĩ nam hải cự xà đã bị trêu chọc mấy ngày rồi sớm đã bị lửa giận thiêu rụi lý trí cho nên không có chú ý tới lục khiêm bỗng nhiên xuất kích người cuối cùng cũng đã thành công sao xích âm nhuễn miệng cười đúng vậy toàn thân của lục khiêm nhẹ nhõm cương khí mây đen bốc lên trên đỉnh đầu không ngừng biến ảo ra dáng vẻ của các loại âm thú hai người bọn họ một người vừa mới hoàn thành luyện cương còn một người vừa trải qua đại chiến mấy ngày Không hẹn mà cùng ngồi xuống điều tức Một lát sau Âm thần giao long của Lục Khiêm bay phóng lên trời Bên người quanh quẩn hai cái đoàn cương sát Màu xanh sẫm Xích âm rất ăn ý Biến thành bạch dao dốc dáng có một chút mảnh khảnh Tiến vào bên trong âm dân cương sát Hai đầu giao long tranh đấu Ngao du trong mây Tháp phân hai hòa Chân khí lấy tốc độ cực nhanh mà khôi phục sau đó, xích âm đưa chân khí vào trong ngọc bội, hai người xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Lúc này Lục Kim mới nói với xích âm, ta phải đi rồi. Đi, nhưng mà đi đâu? Xích âm thắc mắc, trở về đảo dạng tượng. Xích âm có một chút không thể hiểu được. Dùng đất đảo dạng tượng nghèo như vậy, vì sao mà lại trở về? Hơn nữa, đồng cung có công pháp và tài nguyên nhiều như vậy, nguyên nhất chân thủy có thể tu luyện tới cảnh giới đàn kiếp. Ta chỉ tạm thời trở về thôi, có nhiều thứ đang ở đảo dạng tượng, qua mấy năm có thể quay về. Lục Khiêm có một chút xấu hổ. À đúng rồi, hiện giờ ta rời đi, chân nhân hẳn sẽ không trách tội ngươi chứ. Lần này có thể nhập môn, hoàn toàn là do địa vị của xích âm ở trong lòng của Thái U. Hắn là người ích kỷ nhưng mà chưa từng phụ bạc người đối xử tốt với mình. Sẽ không đâu. Nếu như người thật sự trở lại, ta nói với sư phụ một tiếng, nói là người ra ngoài lịch luyện là được rồi. Xích âm trong lòng thất vọng mất mát, không biết điều mà Lục Khiêm nói là giả hay là thật. Lục Khiêm bỗng nở nụ cười. Lục Khiêm ta chưa từng ruồng bỏ hứa hẹn. Ít là ba năm, nhiều thì bảy tám năm, ta nhất định sẽ trở về. Người tu đạo không có dáng vẻ mềm yếu nữ nhi. Lục Khiêm chợt quá thành bạch hạt, bay lên trời. Đạo dạng tượng nguy hiểm, phi đao ngươi lấy về dùng đi. Xích âm mới kịp phản ứng, dỗ dàng kêu lên. Không cần đâu, để lại cho sư tỷ xem như là kỷ niệm vui. Núi xanh như cũ, giang hồ gặp lại, tiểu sinh đi vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 30 Bàn môn đạo sĩ tại Chí Quái Thế Giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thanh ái chào tạm biệt